Xin chào mọi người, và trà sữa là một cái loại thức uống khá là phổ biến của giới trẻ hiện nay. Và khi ra ngoài đường thì có rất là nhiều cái cửa hàng bán trà sữa. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện là nó có loại trà sữa pha sẵn, có luôn cả trân châu mọi người. Và hôm nay lần đầu tiên mình sẽ thưởng thức cái này và như cảm nhận cho mọi người biết nhé. Đây là trà sữa. Mình thấy các cái cửa hàng tiệm tạp hóa thấy có bán mọi người. Huawei. Ở đây thì nó hướng dẫn cho mình là mình sẽ cho cái gói này rồi cho 50 lít nước sôi, mà mình nghĩ là mình cho vừa đủ, cảm giác vừa đủ mình uống thì được mọi người. Còn trân châu này sau đó thì mình sẽ để đỡ vô luôn, sau đó để đá và mình thưởng thức nha mọi người. Mình sẽ gỡ gói này ra thử. Thơm mùi trà sữa lắm mọi người. Cái bột của nó thì giống như là bột pha cà phê. Bây giờ thì mình đi pha nha mọi người. Sau khi mình pha nước xong thì mình sẽ đổ trân châu vào nha mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ để ít nước ra, vì nếu như nhiều nước quá thì trà sữa của mình nó bị lạc á. Tại vì một hồi mình để đá rồi nó còn sẽ tan nữa. Đây là vi trân châu trong gói pha sẵn. Mình sẽ đổ vào. Cũng hấp dẫn mọi người. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức. Hương vị của nó thì cũng khá là thơm ngon. Và mình để mình thử trân châu. Trân châu của nó ngon mọi người. Nó dai dai dần dần sực sực giống như trân châu trắng của trà sữa vậy đó. Nói chung là hương vị của nó là khá là ngon và tiện lợi. Nhưng mà so với những cái cửa hàng lớn thì có lẽ là mỗi người một ý thích, nhưng mà mình thấy nó khá là ngon đó. Nhưng mà mọi người không ra ngoài mua uống được đó, thì có thể mua cái này để nhà sẵn để pha. Lúc mà mình muốn uống thì mình pha nó dễ hơn là đi ra ngoài mua mọi người. Hơi lạc một tí. Nhưng trân châu ăn rất là ngon. Hiệu quả nha mọi người. Mình thấy cái này lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mình mới pha thử và nêu cảm nhận cho mọi người biết.
Nếu như cái loại trà sữa này không mà không có trân châu á thì nó cũng bình thường thôi mọi người. Còn trân châu gói này rất là ngon, cho nên là việc mà mình mua cái gói này dùng thử á thì nói chung là cũng ổn nha mọi người. Xin chào mọi người nhé.